Đây là quang cảnh phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút sáng 28 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Y tế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm người dân chen chân để chờ đến lượt tiêm vaccine. Trước ngày thành phố chuẩn bị nới lỏng giãn cách, nhiều người có tâm lý nóng ruột tranh thủ đi tiêm vaccine 2 mũi để đủ điều kiện quay trở lại làm việc. Từ khoảng 6 giờ sáng 28 tháng 9, nhiều người đã đến đây từ sớm để chờ tiêm vaccine COVID-19. Bảo vệ phải liên tục bắc loa nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, không chen lấn và xếp hàng theo trật tự để đảm bảo công tác tiêm chủng. Chắc em đứng cũng phải nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Dạ, tại buổi trước tiêm mũi 1 thì em mắc công chuyện nên không tiêm được bây giờ. Gần 8 giờ sáng, dòng người xếp hàng ra tận lòng đường. Phía cổng vào ùn ứ, nhiều người chôn chân dưới nắng nóng. Trốn mình sau chiếc xe máy tránh nắng, chị Nguyên Nữ Diệu Liên, nhà ở phường 10, quận 10, sốt ruột đợi chồng đang xếp hàng để tiêm vaccine mũi 2 phía bên trong. Giờ chờ bao nhiêu phút rồi? Bây giờ cũng cỡ nửa tiếng rồi đó. Thì ổng vô chậm rồi đó, đang đứng xếp hàng đó. Chưa có thấy đi ra, thì từ lúc 6 giờ rưỡi tới giờ này đó. Sống rồi. Thì mình chích cái chỗ mà gì trường... Trường Lê Chinh á, là cái chỗ đường Thạch Thái á, khi người ta chỉ lên đây. Xong rồi cái chạy lên đây là gần 7 giờ đó. Tới bây giờ là đông vậy đó. Thấy cảnh đông đúc, nhiều người ái ngại đứng phía xa, quan sát chờ đợi. Bà Lê Thị Giàu, 58 tuổi, đưa hai con gái đến đây tiêm vaccine COVID-19 mũi 2. Đứng tách biệt hẳn đám đông, bà Giàu lo lắng theo dõi hai con từ xa. Đi lên tới đây là 7 giờ á. Đông nghẹt luôn á. Nửa tiếng có rồi. Ra tới ngoài đường quẹo qua, còn bây giờ nó quẹo qua đây, nãy nó quẹo qua đây. Nó sợ nên ra cô đâu có anh bỏ, cô phải ngồi bên đây. Đông quá rồi, bệnh hoạn rồi nó lây. Bữa nay nó thấy có mũi hàng cái là bệnh chích. Ở nhà cô ở Tân Bình là lên Tân Bình chích lúc nào nó cũng nói hết thuốc. Đó. Nó ở trung tâm y tế quận 10 có mũi 2 nè, dắt nó lên nó chích. Để cho nó chích đủ để nó đi làm. Cái mũi 1 người ta không có chịu, mũi 2. Trước đó, tình trạng người dân thành phố Hồ Chí Minh chen chúc chờ đợi tiêm vaccine mũi 2 đã xảy ra ở một số điểm tiêm trong trung tâm thành phố. Trước nhu cầu người dân cần tiêm mũi 2 cao, một số nơi chỉ tiếp nhận tiêm cho người dân khi có phiếu hẹn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các quận huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.